Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đảng Búa Liềm Việt Nam chọn ngày 3 tháng 2 năm 1930 là ngày khai sinh tổ chức của họ. Từ đó, sau khi cướp được chính quyền và cướp được một vùng lãnh thổ để vỗ ngực xưng hùng xưng bá và ngạo ngược cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân. Hàng năm cứ đến ngày sinh của Đảng Búa Liềm, cả hệ thống truyền thông dối trá lừa bịp của nhà nước Búa Liềm lại chạy hết công suất để kể công lao tưởng tượng của họ. Nhờ có Đảng, đất nước mới có độc lập, người dân mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Ngoài những tội ác man dợ với nhân dân, Đảng Búa Liềm khát máu đã để lại cho những trang đau thương đẫm máu nhất trong lịch sử của Việt Nam. Ngoài những tội tày trời với quá khứ, dựng nước và giữ nước vẻ vang của cha ông, Đảng Búa Liềm ô nhục đã xẻ hàng ngàn cây số vuông đất biên cương, hàng vạn hải lý biển dâng cho vương triều Búa Liềm Đại Hán. Đảng Búa Liềm Việt Nam còn tội ác thăm thẳm không thể định lượng, không thể cân đo bằng đại lượng vật chất mà chỉ có thể tính bằng đại lượng vô giá là thời gian, bỏ phí thời gian vàng phát triển, giết hại, đọa đày, uổng phí những thế hệ vàng người Việt Nam. Sát nách một đất nước khổng lồ phương Bắc, một nhà nước xâm lược mà lịch sử mấy ngàn năm tồn tại chỉ là liên tiếp những cuộc chiến tranh xâm lược, thôn tính lần bang và đất nước Việt Nam nhỏ bé. Dân tộc Việt Nam hiền hòa luôn là nạn nhân của những cuộc chiến tranh xâm lược thảm khốc từ phương Bắc. Bí quyết duy trì để cho dân tộc Việt Nam bé nhỏ vượt qua những cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt để tồn tại đến hôm nay là nhờ vào nền văn hóa Việt Nam và kết dính dân tộc Việt Nam thành khối yêu thương đùm bọc, đoàn kết giống nòi, giữ nước. Ngàn năm Bắc thuộc, dù tàn bạo, chém giết, dù quyết liệt đồng hóa, nhưng quân Hán, quân Tống, quân Minh, quân Thanh xâm lược không hủy được văn hóa làng xã tạo nên tâm hồn của Việt Nam. Là chất keo gắn kết khối cộng đồng người Việt tạo nên sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt, lấy giai cấp thống trị dân tộc dùng người Việt mang hồn lạc loài cộng sản, đấu tố bắn giết người Việt không cộng sản. Chỉ mấy chục năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Búa Liềm đã đánh phá, ly tán tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là tiếng Việt được người dân sáng tạo, trau chuốt lên là câu ca dao. Cô kia tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Là những tài hoa trong dân gian đã sáng tạo ra cả nền nghệ thuật đồ sộ, phong phú và độc đáo của Việt Nam. Văn hóa Việt hội tụ, kết tinh lại để tạo nên nền tầng lớp tinh hoa của đất nước thời nào cũng có. Tháng 9 năm 1930, mới 7 tháng tuổi, Đảng Búa Liềm Việt Nam đã tắm máu người dân Việt trong cuộc bạo loạn Xô Viết nghệ tĩnh, đào tận gốc, chốc tận rễ, hàng lớp tinh hoa, trí phú địa hào ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, cải cách ruộng đất 1953-1955 không phải chỉ tắm máu tầng lớp tinh hoa ở làng quê Bắc Bộ mà còn hủy diệt cả nền văn hóa làng xã ở chiếc nôi của nền văn minh sông Hồng. Rồi cải tạo tư sản, rồi tù đày trí thức trong vụ nhân văn giai phẩm, đều là những đòn chí tử đánh vào tầng lớp tinh hoa của dân tộc Việt Nam và đòn đánh vào khối đoàn kết dân tộc Việt Nam nặng nề, rộng lớn và đẫm máu nhất là chia đôi đất nước Việt Nam thành hai trận tuyến, chia đôi khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam thành hai phe đối kháng, thù địch, bắn giết nhau suốt 20 năm trời, từ năm 1955 đến năm 1975. Một dân tộc nhỏ bé phải đùm bọc thương yêu nhau để giữ nước thì Đảng Búa Liềm lại mang hận thù giai cấp, chia đôi dân tộc thành hai chiến tuyến giết nhau. Đúng vào thời điểm cuộc chiến phía Nam Bắc lên tới đỉnh điểm, một mất một còn, là thời điểm kẻ thù chuyển kiếp nhà nước phương Bắc xâm lược đất, cất quân đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Tổ tiên Việt Nam. Sau cuộc nội chiến Nam Bắc tương tàn, hàng triệu người không chấp nhận hồn lạc loài cộng sản lại bị Đảng Búa Liềm tù đày, mỏi mòn, không án, không xét xử, khoét sâu thêm sự hận thù ly tán dân tộc. Trong xã hội loài người khác biệt nhận thức, khác biệt trình độ văn hóa, khác biệt lý tưởng, thẩm mỹ, khác biệt tư tưởng là tất yếu. Nhưng với nhà nước Búa Liềm, công an, tòa án, nhà tù là ngôn ngữ đối thoại của nhà nước với những người dân không chấp nhận hồn lạc loài cộng sản, những người bộc lộ khác biệt chính kiến với nhà nước cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản đã gây tội ác lớn nhất, khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, đã bị quốc hội và văn minh châu Âu ra nghị quyết lên án, đã bị loại bỏ khỏi đời sống chính trị của thế giới. Sự thật hiển nhiên như vậy,
Chỉ những kẻ nhân cách thấp kém, đầu óc tối tăm mới cố bám víu vào tội ác cộng sản để mưu lợi riêng. Nhà nước búa liềm Việt Nam hiện nay là nhà nước của những người như vậy. Yếu kém, tàn bạo, mất lòng dân. Nhà nước của một nhóm người đứng đầu đảng búa liềm đang triệt để chia rẽ, ly tán, tan tác dân tộc Việt Nam để dễ bề cai trị. Dựa vào sức mạnh của đảng búa liềm Đại Hán để duy trì quyền cai trị vĩnh viễn, đảng búa liềm Việt Nam đang đưa dân tộc Việt Nam vào tăm tối, nô lệ bắc thuộc. Với ý thức hệ giai cấp, lấy giai cấp thống trị dân tộc, đảng búa liềm đã thực sự là lực lượng chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam, cướp đoạt giang sơn gấm vóc của dân tộc Việt Nam, cướp được chính quyền, nhà nước trong tay họ. Họ liên tiếp viết hiến pháp và hối hả làm luật để hợp pháp hóa việc cướp quyền dân và biến giang sơn gấm vóc của tổ tiên người Việt thành tài sản riêng của nhóm người đứng đầu tổ chức của Đảng Cộng sản. Từ đó, tổ chức Đảng mặc sức mang đất thiêng của tổ tiên ra cống nạp đổi trác cho vương triều búa liềm Đại Hán, đàn anh và quan chức đảng thì tha hồ vơ vét, cướp đoạt đất đai của dân, tài nguyên của nước. Đất nước phần mất đứt cho nước ngoài, phần còn lại thì bị băm nát, tan hoang bởi những nhóm lợi ích búa liềm, bởi Formosa, bởi Bô Xít Tây Nguyên. Đất nước quặn đau những vết chém như ở đường sắt Cát Linh Hà Đông, lở loét những vết thương như ở nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận, như ở nhà máy đạm Ninh Bình. Người dân mất nhà, cửa, ruộng vườn, mất chốn dung thân, mất nguồn sinh sống, bơ vơ lưu vong ngay trên chính quê hương của mình, từ đời cha sang đến đời con, từ thế hệ ông, bà sang đến thế hệ cháu chắt. Người dân Việt Nam, hết thế hệ này đến thế hệ khác, đổ mồ hôi, biến bãi hoang, sình lầy thành đồng ruộng màu mỡ. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, đổ máu giữ gìn giải đất Việt Nam thương yêu. Đó là những người chủ đích thực của đất nước, của lịch sử Việt Nam. Với chuyên chính vô sản, đảng búa liềm đã cầm quyền và dùng bạo lực sắt máu công an, tòa án, nhà tù cai trị, nô dịch người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam không còn tư cách chủ thể đất nước, không còn được coi là con người mà chỉ là kho máu để đảng búa liềm say mê làm cách mạng và hối hả làm chiến tranh, giành và mở rộng quyền cai trị, là kho sức người để đảng bóc lột và kho công cụ để đảng sử dụng. Đảng búa liềm từ nhóm 5-7 người bơ vơ lang bạt lén lút tụ tập ở bãi cỏ vắng nơi xứ người thành lập đảng năm 1930 đến 4 triệu đảng viên ngạo nghễ cầm quyền hôm nay đều là người Việt Nam. Nhưng là những người Việt Nam mang hồn lạc loài cộng sản, mang dòng máu sôi sục hận thù giai cấp. Hồn lạc loài cộng sản và máu hận thù giai cấp đã cho họ trở thành giống người khác máu tanh lòng với người dân Việt Nam. Coi người dân Việt Nam không chấp nhận cộng sản lạc loài là thế lực thù địch, là đối tượng để bạo lực chuyên chính vô sản đàn áp, tiêu diệt. Tội ác cộng sản búa liềm lạc loài để lại cho đất nước, cho giống nòi Việt Nam còn ghê tởm và khủng khiếp hơn tội ác của tất cả các loại giặc ngoại xâm đã từng dày xéo đất nước quê hương Việt Nam. Chế độ này sẽ không từ một thủ đoạn nào để bảo vệ địa vị và quyền lợi của chúng, kể cả việc giết người không ghê tay. Thì vụ đánh úp người dân giết cụ Lê Đình Kình 84 tuổi, nhà của cụ bị đốt cháy, sụp đổ và nhiều người dân khác bị thương, bị bắt tại Đồng Tâm và sẽ bị truy tố trước tòa án cộng sản, đã xảy ra rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Chủ bí Nguyễn Phú Trọng đã ký công văn tặng huân chương chiến công hạng nhất. Tưởng thú Nguyễn Xuân Phúc phát động học tập gương ba chiến sĩ công an xả thân hy sinh về Tổ quốc khi bị thiêu cháy dưới giếng trời. Thực ra, điều này chưa thực sự, không biết thực hư như thế nào. Có thể bọn bị chết cháy này là đã giết cụ Kình rồi sau đó bị chính đồng bọn của chúng giết chết, ném xuống hố, thiêu cháy để phi tang. Tôi không khỏi bàng hoàng. Vậy là kẻ thù của nhân dân đã hiện rõ nguyên hình, cho dù chúng đã sẵn kịch bản cho cuộc tấn công và đang tìm cách che đậy sự thật. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung, v.v. sẽ phải chịu trách nhiệm, phải trả giá trước việc làm dã man tội ác nói trên của chúng. Nguyễn Phú Trọng là kẻ đứng đầu chế độ cai trị đang cưỡi lên đầu, lên cổ dân tộc. Nhân dân Việt Nam đã và đang tiếp tục đẩy đoạn, ngăn cản dân tộc. Đất nước Việt Nam phát triển hướng về phía ánh sáng mặt trời văn minh. Trọng chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm chính
trước việc làm và tội ác này. Nhưng điều chúng ta muốn nói ở đây là việc làm nói trên của bè lũ Trọng Phúc, Hải, Lâm, Trung chứng tỏ rằng chúng không muốn và cũng không thể thay đổi chế độ này. Thậm chí vào những ngày này, chúng vẫn rêu rao rằng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ là do sự biến chất, tham nhũng của đội ngũ cán bộ. Vì thế, chế độ Cộng sản Việt Nam cần phải tránh. Còn ở Việt Nam, chúng nói, mặc dù Đảng có những sai lầm nhưng vẫn là lãnh đạo tài tình sáng suốt, gắn chặt với những mốc son chói lọi của lịch sử nhân dân tộc thời hiện đại, rằng Hồ Chí Minh vẫn có những tiên đoán vượt thời gian và phát triển kinh tế, rằng Đảng sẽ chuẩn bị công tác nhân sự thật tốt cho Đại hội 13 tới. Hoang tưởng hơn, Nguyễn Phú Trọng còn tuyên bố mây đen phủ kín toàn cầu, còn ở Việt Nam, mặt trời vẫn đang tỏa sáng, rằng hiếm có đảng nào trên thế giới lại có những người dân yêu thương, tin cậy như Đảng Cộng sản Việt Nam, và cố thều thào run rẩy và dần giọng tuyên cáo, năm nay cả nước chắc càng thắng to. Tất nhiên, người có lương tri chẳng ai tin vào những lời bệnh hoạn nói trên của kẻ già nua Nguyễn Phú Trọng. Tuy vậy, vẫn cần trả lời câu hỏi, vì sao Trọng và đồng đảng của hắn vẫn không muốn và không thể thay đổi chế độ? Nhưng xin được thưa rằng, lâu nay tôi không coi Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch của một nước Việt Nam yêu quý và đau thương của tôi, của nhân dân tôi. Trái lại, theo cách nói của tôi, Trọng chỉ là chủ tịch của cái ghế, của cái chế độ Cộng sản độc tài ăn bám trên cơ thể đất nước Việt Nam. Vì thế, từ giờ tôi chỉ viết Trọng chứ không thể viết họ của người này. Tôi thường có cảm giác rất rõ là Trọng không có nguồn gốc tổ tiên dòng họ gì cả. Dường như hắn chỉ thuộc một giai cấp, tập đoàn hoặc phe nhóm nào đó. Tôi cũng không viết Phú Trọng vì sợ có người hiểu lầm rằng Trọng là kẻ rất giàu lòng tự tôn, tự trọng. Theo tôi, câu trả lời cho câu hỏi ở trên nằm trọn ở nội dung ý nghĩa câu nói như một tuyên ngôn bất di bất dịch của Trọng. Mất chế độ là sẽ mất tất cả. Cho nên, cần phải làm rõ điều này từ những ẩn dấu tối tăm thẳm sâu trong tâm can tì phế não trạng của Trọng và đồng đảng của hắn. Do đó, nếu theo một cách ngôn là người ta không thể mất những cái mà người ta không có, thì Trọng và đồng đảng của Trọng đang có những gì gắn chặt, không thể tách rời cái chế độ, mà nếu để mất thì tất cả chúng sẽ mất theo. Có lẽ rất nhiều người sẽ dễ dàng tìm thấy câu trả lời những gì Trọng và đồng đảng, chế độ Cộng sản và sợ nhất là những tài sản của người dân, của xã hội mà chúng cướp được để thỏa mãn những nhu cầu lòng tham vô độ của chúng. Còn là những sự thật được chúng che giấu lâu nay như những tội ác, sự ngu tối và cả sự hèn nhát trước giặc ngoại xâm là tàu công. Dĩ nhiên, câu trả lời nói trên là đúng, nhưng chỉ đúng ở bề mặt, đúng với số đông lúc nhúc những đảng viên, những tên tay sai và cả số đông những người dân tham lam, ngu ngục và tôn thờ phục tùng vô điều kiện. Cái tổ chức đảng và chế độ Cộng sản toàn trị và được những kẻ đứng đầu đảng, chế độ này lợi dụng một cách triệt để. Tất nhiên, cần hiểu rằng kẻ cầm quyền, nhất là những kẻ đứng đầu tổ chức, các chế độ cần phải có tài sản, tiềm lực kinh tế, tài chính nhất định để có thể duy trì, thực hiện sự cai trị quản trị xã hội. Nhưng tiềm lực này có thể do chính chúng tạo nên bởi trước đó đã từng là người làm kinh tế thành đạt, từng là nhà tư bản và luôn theo đuổi mục tiêu, có khả năng trở thành nhà quản lý xã hội, thành chính trị gia, hoặc do những người có khả năng kinh tế tài chính, những nhà tư bản ủng hộ, hoặc do tiền thuế đóng góp của người dân, hoặc thậm chí là tài sản có được nhờ ăn cướp của người dân, của xã hội dưới những hình thức khác nhau. Như vậy, có ít nhất hai thuộc tính cơ bản có thể có hoặc là chính danh hoặc không chính danh của kẻ cầm quyền hay của các tổ chức thể chế cầm quyền nói trên. Đương nhiên, trong lịch sử không thể có thể chế nào không chính danh lại có thể cầm quyền. Nhưng trái lại, vẫn có những thể chế không chính danh đã cầm quyền. Không những thế, cầm quyền trong thời gian dài, rất dài. Đó là nghịch cảnh của lịch sử. Ở đây, chúng ta không định nói đến các thế lực không chính danh ở giai đoạn lụi tàn, tính chính danh của chúng, mà nói về những thể chế châu Á, phương Đông
Điển hình là ở Trung Quốc và chế độ cộng sản toàn trị trên thế giới nói chung. Nói chung tôi gọi đây là những chế độ quân chủ kiểu phương Đông Trung Quốc. Chúng là những giai đoạn của chế độ quân chủ gia trưởng. Đây là những chế độ không chính danh nhưng đã duy trì sự tồn tại, thống trị của chúng qua nhiều thế kỷ. Riêng chế độ cộng sản cũng đã tồn tại gần một thế kỷ và có thể hơn. Vậy, tại sao những chế độ không chính danh như đã nói lại có thể duy trì sự tồn tại thống trị lâu dài của chúng? Vì như đã nói, chỉ có thể chính danh mới có thể cầm quyền, cho nên vấn đề ở đây là những chế độ thể chế không chính danh đã biết làm cho chúng mang hình thức là chính danh, chủ yếu bằng sự dối trá và duy trì sự dối trá bằng biện pháp chủ yếu là bạo lực nhằm khiến cho dân chúng sợ hãi. Về sự thật này, ta không cần phải chứng minh, không cần phải nói lại nữa. Bây giờ hãy đi vào trọng tâm của vấn đề của chúng ta. Tính chính danh hay không chính danh có liên quan gì đến cái còn, cái mất của Trọng, đồng đảng và chế độ của Trọng? Người có lương tri không ai nói, không ai tin Trọng. Đồng đảng và chế độ của Trọng là liêm khiết, là không có tiềm lực kinh tế tài chính. Nói thẳng ra là không có tiền, nói đúng thực chất thô thiển của chúng để duy trì chế độ. Tất cả chúng che giấu sự giàu có của mình bằng cách thậm chí rất thô thiển, ngu xuẩn như mèo giấu. Riêng Trọng có vẻ khôn ngoan hơn, đã không có tiền một cách thô thiển và trắng trợn như đồng bọn. Trái lại dường như cơ bản yên tâm vì đã có bức tượng vàng Hồ Chí Minh 50 kg do Formosa Hà Tĩnh hối lộ tặng. Và lại, Trọng không giàu có thì đã có đồng đảng, tay chân giàu có để có thể làm việc. Cần phải có tiền mà Trọng không phải là không thể trực tiếp làm. Trọng gian manh vì biết rõ đồng đảng và cả những người dân ngu dốt cần mình điều gì và mình phải có điều gì cho họ. Đây là góc tăm tối của Trọng mà nhiều kẻ thổi lên nói Trọng vô tư, liêm khiết. Vì thế, câu trả lời đã rõ là cái người ta có và quý nhất không phải là tiền bạc, cho dù là tiền bạc do chính họ làm ra mà chính là danh dự. Danh dự là phẩm chất hay giá trị, gọi chung là phẩm giá được thừa nhận và coi trọng bởi xã hội của người hoặc tổ chức cộng đồng nào đó, giúp họ xác định chỗ đứng, có niềm tin chắc chắn để làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình. Chính danh chính là cái mà làm nên khẳng định danh dự phẩm giá của con người. Chính danh là có danh dự, có danh dự có nghĩa là chính danh. Có thể người ta nói rằng tự do mới là giá trị căn bản lớn và cao quý nhất của con người. Điều này là rất đúng. Nhưng tự do không tồn tại tự tự nó mà có, mà nhất định phải biểu hiện ra thành danh dự. Người tự do nhất định phải là người trọng danh dự, phải biết giá trị phẩm giá của mình, phải coi danh dự là cái phải hướng đến, phải bảo vệ. Cho nên sẽ ra sao nếu kẻ đứng đầu tổ chức chế độ không hiểu danh dự, không biết coi trọng danh dự, đặc biệt không có danh dự. Trong thực tế lịch sử, ngay cả những con người bình thường nhất cũng biết rằng cần phải có danh dự, giá trị nào đó. Nhưng cái danh dự của một người bình thường hoặc bất kỳ không để đem lại đại diện cho một tổ chức, một chế độ, một cộng đồng. Vậy người ta cần kẻ có danh dự đại diện cho họ. Đương nhiên, điều này cũng rất đúng với những kẻ, những thể chế không chính danh. Ở đây, kẻ không chính danh muốn có địa vị để tồn tại, thống trị phải tạo ra tính chính danh và sự giả tạo. Trong cuốn Tinh thần pháp luật đã nói rất rõ rằng danh dự phải đặt vào trong chính thể quân chủ, nghĩa là phải xem đây là cái đặc trưng của chế độ quân chủ. Nhưng cái danh diện mà Montesquieu muốn nói ở đây là gì? Theo ông, nói một cách triết lý, một danh dự hão huyền đang lôi cuốn một bộ phận của quốc gia, nhưng nó cũng có ích như danh dự thật sự đối với những ai theo đuổi nó. Lưu ý, chữ danh diện nói về thể chế quân chủ được hiểu vừa với nghĩa là danh dự, vừa là với nghĩa là thể diện. Tuy nhiên, câu chuyện từ ngữ này không thật quan trọng vì thực sự danh dự không tách rời khỏi thể diện. Vậy là đã rõ cái mà Trọng và đồng đảng và thể chế của Trọng đã mất nhất đó là danh dự, danh diện. Chúng biết không có danh dự có nghĩa là không chính danh và do đó làm sao có được niềm tin của chính mình và của dân chúng đối với tổ chức, thể chế của mình để làm việc duy trì chế độ.
Có thể Trọng và đồng đảng không hiểu điều này về lý luận một cách sâu sắc như một nhà duy lý phương Tây, mà chỉ theo bản năng của chế độ như Mokyo đã đặt ra. Nhưng đó là thứ bản năng của bản chất, cho nên phê phán bóc trần sự thật tham lam ăn cướp tài sản để giàu có xem như điều không thể chấp nhận được của một tổ chức, một chế độ. Rốt cuộc phải chỉ ra được rằng chế độ ấy đã và đang dung dưỡng và được dung dưỡng bởi điều gì. Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ Cộng sản toàn trị ở Việt Nam đang cố sức chứng minh rằng sự tồn tại của chúng là chính danh, là có phẩm giá, nhưng thực ra chúng là tổ chức chế độ không chính danh, thậm chí là chế độ cưỡng đoạt ăn cướp theo đúng nghĩa của từ này, cho nên danh dự danh diện của chúng là giả, là danh hão, nhưng chúng đang cố hết sức bám chặt vào bảo vệ điều này. Giờ đây, người tự do có lương tri dễ dàng đọc thấy trong mắt của nhiều kẻ khoe mình lắm tiền, nhiều của, có danh, có chức, có quyền, luôn thiếu vắng một cái gì đó quan trọng khi họ công khai hoặc ngầm so sánh mình với người tự do, có danh dự, đó là sự tự tin. Họ thiếu hoặc không tự tin vì không có hoặc rất thiếu danh dự phẩm giá. Đương nhiên, ta không muốn nói đến hoặc không chấp những kẻ giả vờ, cố lên gân và dối trá. Vì những người mà ta nói đến trong đó có những đồng đảng nhưng không phải đồng chí của Trọng. Ít ra còn chút ít lương tâm của con người, còn chút lương tâm thoi thóp vẫn đang cắn dứt nhắc nhở họ rằng họ vẫn cần điều gì đó quan trọng hơn trong hành trình làm người, của kiếp người của mình. Họ nghĩ về mình trong quan hệ của đất nước, giống nòi dân tộc, nhân dân, chứ không chỉ là ở chế độ, về cái đảng đang lãnh đạo cai trị họ, mà đó là những điều và những dấu hiệu tích cực. Nhưng chúng ta không thể tin rằng Trọng và đồng đảng của hắn có thể thay đổi chế độ của chúng. Công bằng mà nói, đến lúc này không phải Trọng, nhiều đồng đảng đồng chí của Trọng không biết đến các giá trị phổ quát của con người như tự do, công bằng, trung thực, chính danh, danh dự, sáng tạo, v.v. Gắn chặt với chế độ dân chủ, không phải Trọng và đồng đảng đồng chí không thấy từ mái tóc cắt ngắn, bộ vét, chiếc cà vạt, đôi giày đen bóng cho đến chiếc xe hơi, những ngôi nhà với những tiện nghi sang trọng và đầy đủ v.v. Chưa nói đến các phương tiện máy móc tinh xảo, thông minh được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, đều là những sản phẩm sáng tạo của nền văn minh phương Tây dựa trên tự do của con người. Tuy nhiên, tất cả những điều này không đủ sức chiến thắng trong cái danh diện hão của Trọng và đồng đảng và đồng chí của hắn. Chính sự hám danh và cái lối học giáo điều đã che mờ, ngăn cản năng lực trí tuệ của Trọng, khiến Trọng không có tư tưởng, học thuyết. Đó là nguồn gốc và bản chất cái lú của Trọng. Vì lú nên Trọng vớ, nhặt, thậm chí trộm được cái gì, ăn cái nấy. Thấy người ta nói đến đạo đức, Trọng cũng bảo phải giáo dục đạo đức. Khi người ta nói đến chữ đức thôi, Trọng lại bảo cần phải có đức. Thấy người ta nói đến khôn ngoan, Trọng cũng bảo phải khôn ngoan. Đến khi người ta nói đến ánh bình minh và mây đen, Trọng lại nói mây đen bao phủ và mặt trời đang tỏa sáng, v.v. Nhưng đã lú thì làm sao phân biệt được mặt trời thực và mặt trời giả? Lú là trạng thái tinh thần điển hình cho thói đu dây gian manh của Trọng và chế độ. Nhưng cái lú của Trọng, của cả những nhà lãnh đạo kiệt xuất trước kia của đảng đã lây lan, lây truyền như virus corona đang sang cả tổ chức đảng và chế độ. Mà hiện nay, mà Trọng là kẻ đứng đầu, cả tổ chức hơn 4 triệu đảng viên và thể chế vẫn tin, vẫn cúi đầu tôn phò hắn, thì chắc chắn đó là một đảng, một chế độ lú hoàn toàn. Cũng chính lối học giáo điều cùng với lòng hám lợi, hám danh đã che mờ, ngăn cản sự phát triển trí tuệ, nhận thức của đảng, chế độ của đảng, khiến cho con người, con đường đi đến lẽ thật của cả hệ thống trở nên lệch lạc, xa vời. Con người, nhất là kẻ cầm quyền quản lý, không thể là chủ thể, không thể độc lập trong tư duy tư tưởng. Đó là những nguyên nhân dẫn đến sự hèn nhát, cam chịu, cúi đầu làm nô lệ giặc tàu, chấp nhận cùng chung chế độ với tàu cộng để tôn thờ bảo vệ đến cùng cái danh dự phẩm giá hão huyền. Quả thực, trong cái thể chế này, tìm ra một người khác Trọng, danh dự như Trọng để thay Trọng cũng khó, chứ đừng nói gì đến việc thay đổi chế độ. Vậy nhân dịp mừng thọ 90 năm tiễn đưa Đảng Cộng sản, sắp tới sẽ là 75 năm chế độ Cộng sản toàn trị về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi viết bài này để nói rõ bản chất của Đảng, của chế độ do Đảng dựng lên.
xin đừng nhầm lẫn giữa cơ sở kinh tế với chế độ chính trị, xã hội được dựng lên nó, cái mà đảng chính trị, chế độ chính trị của nó thực sự cần là tinh thần, danh dự, danh diện, chứ không phải là lợi ích kinh tế trực tiếp. Cho nên, cần phải vạch rõ cái danh dự mà hiện nay Trọng cũng như đồng đảng, đồng chí của Trọng đang duy trì và cố sức bảo vệ bằng mọi giá, bằng mọi cách là danh dự phẩm giá hão huyền. Qua bài này, tôi cũng xin bày tỏ nỗi đau buồn của mình và xin chia sẻ trước những mất mát của người dân Đồng Tâm với gia đình, người thân của cụ Lê Đình Kình đã bị kẻ thù của nhân dân Việt Nam giết hại một cách dã man, tàn bạo. Cần nhớ rằng, cũng vào những ngày giờ ấy, cuối năm trước, người dân vườn rau Lộc Hưng đã phải chịu cảnh tang thương khi bị kẻ thù chiếm mất mảnh đất tổ tiên của mình. Kẻ thù của nhân dân Việt Nam đã bất chấp đạo lý đạp lên những giá trị truyền thống, thiêng liêng và đất đai mồ mả tổ tiên. Cho nên, xin thưa cùng với người dân Đồng Tâm, bà con vườn rau Lộc Hưng, những người dân mất đất, mất nhà, mất những quyền làm người và tất cả những người dân một sự thật là không thể có hoặc bảo vệ được di sản tổ tiên. Những quyền của mình chừng nào còn ở dưới sự dẫn dụ của Đảng Cộng sản và chế độ của nó, rằng lòng yêu nước của nhân dân ta ngày nay là lòng yêu nước mới gắn liền với quá trình đấu tranh cho tự do dân chủ. Ngày nay một người có lương tri chỉ có thể thể hiện lòng yêu nước thực sự của mình bằng cách quyết tâm chống lại và xóa bỏ chế độ Cộng sản toàn trị Việt Nam. Vâng, chúng ta ai cũng sinh ra một lần và chết đi một lần. Hãy chết cho xứng đáng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.